Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì gặp chị các bác một chiếc hồ đến từ dòng sản phẩm Olympianus Sportmaster, một dòng sản phẩm cực kỳ nổi tiếng của nhà sản xuất Olympianus tại thị trường đồng hồ Việt Nam chúng ta. Với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có thiết kế rất giống với một chiếc Rolex Desert Oyster. Tuy nhiên, thì thay vì phải bỏ ra vài trăm triệu để mua một chiếc Rolex thì anh em chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 4 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu được chiếc Olympianus Sportmaster này. Đây là version 2 của dòng sản phẩm này anh em nhé. Sẽ có một sự khác biệt nhỏ nhỏ ở phần bộ kim. Thì thay vì kim được làm vút nhọn như phiên bản cũ thì phiên bản mới này nó sẽ làm kim dạng kim dài, kim thon dài chứ không được vút nhọn nữa. Và có một điểm mới mà em muốn có thông báo với các bác luôn ở đầu video này, đó là cái giá bán. Thì thời điểm hiện tại thì hãng Olympianus họ đã tăng cái giá bán của dòng sản phẩm này lên, cho nên bên em cũng bắt buộc vẫn phải tăng giá bán theo. Thì bây giờ giá của dòng sản phẩm này là 4,2 triệu anh em nhé, 4,2 triệu cho phiên bản dây thép. Còn nếu mà anh em mua phiên bản mà dây có vàng, dây đồng mi vàng hoặc đế vàng gold thì giá bán sẽ là 4,4 triệu. Anh em lưu ý một chút về giá bán của dòng sản phẩm này. Thì trước khi đến cơm chiếc hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong em dành một chút thời gian khoảng 2 giây thôi, nhớ đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc hồ nào em cung cấp nhé. Không mất thời gian anh em nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc Olympianus Sportmaster trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc OP hôm nay thì các bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em. Thì đây là một chiếc với tông mặt màu đen, một màu sắc cũng rất được nhiều anh em yêu thích của dòng sản phẩm này. Kim và cầu số chúng ta sẽ được làm màu thép bạc. Ở đây thân vỏ và dây được làm từ chất liệu thép không gỉ 36L và chúng ta sẽ có dây thép đúc và bộ dây chúng ta sẽ thiết kế theo kiểu dạng dây Oyster. Đấy. Khóa chúng ta cái khóa lá, khóa kéo, đáy sau sẽ đáy kín. Đây là những cái thông tin thiết kế rất là quen thuộc của dòng Olympianus Sportmaster này. Chiếc này của chúng ta thì khi mà cầm trên tay thì cảm giác của em nó mang lại về cái trọng lượng thì rất là nhẹ nhàng thôi. Khi mà anh em đeo thì có hoạt động như là fit lách của máy hay là hoạt động của tay của anh em thì rất là thoải mái. Thứ hai nữa thì chiếc này chúng ta sử dụng thiết kế đẹp, phải nói đây là một cái thiết kế kinh điển của thế giới đồng hồ đấy. Một chiếc đồng hồ thiết kế rất giống với một chiếc Rolex Desert Oyster đấy. Nhưng mà thì em đã nói đầu video để mua Rolex thì anh em sẽ phải bỏ ra vài trăm triệu. Tuy nhiên với chiếc đồng hồ này chúng ta chỉ cần bỏ ra 4,2 triệu thì anh em đã có cơ hội sở hữu thôi. Tiếp theo nữa thì về hoàn thiện thì Olympianus thì công ty mẹ của nó lúc trước là một hãng đồng hồ, một hãng chuyên gia công thân vỏ, cho nên là về cái chất lượng hoàn thiện về thân vỏ, mặt kính và dây đều được làm rất là tốt anh em nhé. Đeo cảm giác còn mang lại cảm giác rất là tuyệt vời, cầm và rất là mịn tay. Tiếp theo nữa về kích thước thì em này sữa phần sai mặt của em nó chỉ là 36mm, cái càng nó hơi dài một chút, cho nên là về kích thước em này thì đeo trên tay thì rất là nhỏ gọn với anh em tay từ 16cm trở về. Đấy, anh em lưu ý chút là với cái size mặt 36 này thì tay chúng ta khoảng tầm 16 trở về thì anh em đeo rất là đẹp và phơ. Còn nếu mà tay anh em to hơn 16 thì anh em có thể cân nhắc lựa chọn lên đeo size 40. Và cái giá bán thì về size mặt thì giá bán nó không khác nhau, cùng một kiểu dáng thì giá bán nó sẽ là giống nhau, chỉ có sự thay đổi một chút là về cái lớp nước mạ thôi. Thì nếu anh em mua một chiếc đồng hồ mà có mạ vàng thì nó sẽ là 4,4 triệu, còn không có mạ vàng như chiếc này thì nó sẽ là 4,2 triệu. So với thời điểm trước thì giá bán nó có tăng thêm vài trăm nghìn đồng, nhưng mà 4,2 triệu và để mà mua được một chiếc này thì thực sự ở đây cũng đang còn rất là rẻ và cũng là một món hời rất lớn. Lý do cái dòng sản phẩm này nó bán tốt là vì thứ nhất là giá bán rẻ, thứ hai thiết kế đẹp và máy móc chất lượng. Với bộ máy được mua từ nhà sản xuất Seiko Epson, cho nên là về chất lượng bộ máy thì anh em hoàn toàn tâm, một bộ máy Nhật Bản đến từ nhà sản xuất nổi tiếng. Đến cơ thiết kế của chiếc này thì ở đây chúng anh em sẽ zoom kỹ một chút để cho anh em nhìn này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là phần mặt số đồng hồ này sẽ là màu đen, và đen ở đây chúng ta sẽ đen tuyền và không được trải tia ánh sáng sơn bớt, anh em lưu ý một chút về cái tông mặt màu đen này. Thứ hai nữa là về phần cọc số thì góc 12 giờ chúng ta sẽ có cọc số là cái logo của OP, góc 3 giờ với cái size mặt 36 thì nó sẽ là cái lịch ngày, còn 10 cọc số lại chúng ta sẽ đính đá Swarovski và phần bo viền đá này nó sẽ là màu thép. Tiếp theo nữa thì vành ngang tơ đêm phút nó sẽ nối liền các cọc số lại với nhau. Đấy, màu trắng cũng rất dễ nhìn trên nền mặt màu đen. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một cái kính lúp để anh em nhìn cái lịch ngày nó rõ hơn. Đấy, logo của Olympianus Sportmaster được để góc 12 giờ. Ở góc 6 giờ chúng ta dùng những kính sapphire, máy automatic và mức chống nước bản của em này là 30m. Dưới góc 6 giờ chúng ta dùng chữ Japan Movement. Thì như em đã nói thì chiếc này sử dụng bộ máy thương mại của nhà Seiko Epson, tức là máy của Nhật Bản, nó sẽ dùng chữ Japan Movement đây. Bộ kim thì nó sẽ thay đổi một chút so với bộ phim kim cũ. Thì với bộ kim cũ chúng ta sẽ làm dạng kim vút nhọn, còn với bộ version mới này thì nó sẽ có được là cái kim của chúng ta sẽ được là kim thon dài. Ở đây thì em có một chiếc thuộc version cũ để cho anh em nhìn. Cái kim của version cũ thì nó sẽ làm ngắn hơn. Đấy, ngắn hơn này là thứ nhất, và thứ hai nó sẽ được vút nhọn ở đầu kim. Đấy, version cũ bây giờ bên em còn lại đúng một chiếc màu xanh dương này, và sẽ không còn cái phiên bản version cũ nào khác đâu anh em nhé. Đây là con duy nhất còn lại em nghĩ trên thị trường bây giờ. Cái con này thì nó cũng chắc là cũng là một trong những con duy nhất còn sót lại thôi. Đấy, 4,4 triệu anh nhá. Như con có bạn vàng này là 4,4 triệu này. Đấy.
Con này thì anh em nhìn thấy bộ kim của nó thì nó là kim dài hơn, to hơn. Đấy, cảm giác cái kim này thì nó vẫn rất là ok, nhưng mà theo như nhiều anh em đánh giá thì cái bộ kim mới này nó không đẹp bằng kim cũ ở size mặt 36. Kính lần này sẽ là kính sapphire khối chống xước, anh em hoàn toàn yên tâm trong trình sử dụng sẽ không lo mặt kính ta có bất kỳ nề gì. Viền kính bên ngoài chúng ta sẽ làm dạng niềng băng và đây chúng ta sẽ đánh bóng. Đấy, hoàn thiện rất là tốt, bắt sáng phản quang tốt, anh em nhìn thấy cái niềng nó sáng lấp lánh đẹp luôn. Thân càng hai bên thì nó sẽ đánh phê xước này. Đấy, trên dưới đều đánh phần trước, bên cạnh thì chúng ta sẽ được làm phái bóng. Anh em nhìn cái càng chiếc hồ này thì nó sẽ hơi dài và càng thẳng. Đấy cho nên là với size mặt 36 nhưng mà anh em để nó đẹp cũng nên có tay khoảng tầm 15.5. Đấy. Tiếp theo nữa thì bên này chúng ta có đúng chỉnh là có logo của Olympus và phần đúng này là đúng cổ chai, giúp tăng khả năng chống nước đồng hồ, nó giúp anh em đấy có tay chỉnh giờ và chỉnh lịch ngày của đồng hồ. Đấy. Về kích thước thì anh em đã nói thì con này size mặt 36. Đây là em sẽ đo thử em chút này. Đấy, 35.8, 36. Độ dài mặt số của em này nó sẽ rơi tầm khoảng 11,3, 11,2. Và chiều dài càng lắc tô lắc 44,5. Đấy. Thì với thông số kích thước này thì anh em tay dưới 16 là anh em đeo rất đẹp với dòng sản phẩm này. Ví dụ tay của em là 15.8 này, đeo lên tay cực kỳ đẹp, vừa vặn, gọn gàng, nhẹ, gọn ở trên cổ tay. Tay từ 16 cm trở về, anh em đeo dòng sản phẩm này sẽ rất là phù hợp. Chiếc mặt đen này, mặt đen da trắng này, nó thoải mái mọi lứa tuổi đeo anh nhé, từ người trẻ trung và lớn tuổi chúng ta đều có thể đeo được. Anh em phong cách thanh niên trẻ trung thì chúng ta lựa chọn phiên bản này đeo nó sẽ hợp tay hơn cho phiên bản màu vàng gold. Đấy. Bộ dây đi kèm của chúng ta sẽ là dây Oyster và anh em thấy là ba mắt ở chính giữa sẽ đánh bóng, hai mắt hai bên to hơn, nó sẽ đánh phê sức. Dây mắt nhỏ này đeo rất là ôm tay và cái dây này rất mềm anh em nhé. Khóa chúng ta có thép lá, có logo của OP ở trên thân khóa này, và để mở cái khóa này anh em sẽ phải kéo vào cái logo này. Đấy, kéo ra. Đấy. Đáy sau thì chiếc này chúng ta sẽ có đáy kín, thiết kế quen thuộc của dòng Olympus thôi. Chúng ta có tem chống hàng giả bộ ngàn đây, logo của OP, kính sapphire, máy automatic, thân vỏ làm thép không gỉ, Japan Movement, đây là mã dòng phẩm 89322. Đấy, đáy máy kín cho nên không có thông tin gì để mà xem. Bộ máy trang bị trên chiếc này là máy thương mại của nhà Seiko Epson, máy NH35 thì nó sẽ có đầy đủ chức năng, có tự động, có bằng tay, dừng kim dây, chỉnh giờ. Về Epson thì nó khá ngang ngửa với bộ máy 4G35 đây anh em nhé. Và để được sử dụng được cái núm chỉnh này chúng ta phải vặn và anh em sẽ vặn xuôi theo kim hồ trước để mở cái núm ra. Khi mà anh em nghe tạch một cái thì đã mở được rồi. Và lên có tay anh em để cái núm vặn và vặn ngược chiều kim hồ lên, chúng ta sẽ lên có tay. Chỉnh giờ anh em sẽ mở núm ra hai nấc. Kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ có lịch ngày, chúng ta vặn gốc 12 giờ lịch ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng, bắt đầu ngày mới nhá. Đây, dụ đây là 5 giờ sáng, đóng lại kim dây chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày anh em mở núm năm nấc. Vặn xuôi theo kim hồ, chúng ta chỉnh lịch ngày. Đấy, sau chỉnh giờ lên ngày xong em đóng lại. Và để mà đóng cái núm này anh em ấn này và vặn ngược chiều kim đồng hồ lên. Đó, nó đã vào gen rồi thì chúng ta chỉ cần ấn cho nó vào thôi. Đấy. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong em đóng lại, kiểm tra cẩn thận tránh mở đúng nước vào. Mức chống nước sản phẩm này là 30 m, đây là mức chống nước cơ bản, cao động thường ngày anh em đi mưa rửa tay rất thoải mái. Lưu ý không ban hồ chúng ta đi bơi, tắm tắm lạnh và tắm xông hơi nhá. Với mức giá bán là 4,2 triệu, nếu anh em thích chiếc này có thể đặt hàng với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại để phía trên màn hình và các thông tin liên hệ em đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Thì anh em gọi điện thoại nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về sản phẩm này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của Sashimi Authentic. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giao đồng hồ tiếp theo.